Sáng ngày 18 tháng 4, mùng 10 tháng 3 âm lịch, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2024 tại khu tưởng niệm các vua hùng, công viên lịch sử văn hóa dân tộc, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo thành phố và đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức, các quận, huyện, nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc, cựu chiến binh, công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, doanh nhân và kiều bào đã về tham dự lễ. Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết đến ngày 10 tháng 3, những người con lạc Việt trên khắp mọi miền Tổ quốc hội tụ về quốc tổ và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, cầu mong xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, phong điều vũ thuận. Theo bà Trần Kim Yến, năm 2023, trong bối cảnh chịu tác động của tình hình kinh tế, chính trị thế giới và những khó khăn chung, nhưng với sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành chung sức của mọi người dân, cộng đồng, doanh nghiệp, thành phố Hồ Chí Minh đã làm tốt mục tiêu ngăn chặn đà suy giảm, chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, thành phố tiếp tục phát huy hiệu quả. Các lĩnh vực kinh tế có mức tăng trưởng khá, quốc phòng an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, huy động hiệu quả các nguồn lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, tích cực triển khai nghị quyết 98 của Quốc hội, đạt những kết quả bước đầu quan trọng, tiếp nối thành quả đã đạt được trong năm 2023. Thành phố xác định chủ đề năm 2024 tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tập trung thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và nghị quyết 98 của Quốc hội. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã bám sát lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, quý 1 năm 2024, thành phố đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, tổng số sản phẩm trên địa bàn thành phố tăng trên 6,5%, tất cả các ngành dịch vụ đều có mức tăng trưởng dương so với cùng kỳ. Bà Yến cũng nhấn mạnh, nhân lễ giỗ tổ Hùng Vương, trước anh linh các vua hùng, chúng ta cùng nhau kết đoàn, nối nghiệp bậc tổ tiên, như lời Bác Hồ dạy, các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Cùng hướng về đất quốc tổ để ghi nhớ cội nguồn, biết ơn những người đi trước, cùng ôn truyền thống ngày xưa để chủ động trong gìn giữ thế nước từ sớm, từ xa, kế sách giữ nước thời bình. Học tập tiền nhân, noi gương từ đức quốc tổ, đời đời nhớ ơn tông tổ cội nguồn. Mỗi cán bộ, đảng viên của thành phố mang tên Bác nguyện nỗ lực phấn đấu hết sức mình để phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ, mùng 10 tháng 3, xin thành kính hướng lòng về quốc tổ, quyết tâm tiếp nối vững bền. Sau phần lễ giỗ tổ, đông đảo người dân mang bánh trái đến đền thắp hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao các vua hùng và các bậc tiền nhân. Đây là lần đầu tiên em đến với lễ hội. Em thấy lễ hội diễn ra tại đền Hùng rất sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa. Đây là lễ hội để khiến giới trẻ chúng em và các bạn có thể biết thêm nhiều về lịch sử. Em mong em và các bạn sẽ đến đây nhiều lần nữa. Đây là lần thứ hai mà em được qua đây tham gia chương trình này, là em rất vui mừng. Là em cảm thấy là khu vực này là khu vực quan trọng nhất ở trong ở Việt Nam, tại vì là làm cho em biết nhiều ở lịch sử của người Việt Nam. Sau khi tiến hành các nghi lễ, các đại biểu cùng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễu hành rước lễ, dâng hương, dâng hoa lên quốc tổ Hùng Vương theo nghi thức cổ truyền, dâng hương dâng hoa đức lễ Thánh Hầu Nguyễn Hữu Cảnh.